Thank you.
bà con thân mến, màn hát múa quê mình Tương Dương đã thay cho lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả quý vị và bà con đã đến với sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, nằm cách trung tâm thành phố Vinh 200 km, Tương Dương là vùng đất giàu truyền thống văn hóa về lịch sử. Vùng đất này chính là cái nôi văn hóa của nhiều dân tộc anh em như đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Tài Pọng, với những kho tàng văn hóa tiêu biểu vẫn được bà con các dân tộc thiểu số trân trọng, giữ gìn như kho tàng văn hóa dân gian, chữ cổ Lai Pao của dân tộc Thái, các lễ hội như đón tiếng sấm đầu năm của người Ơ Đu, đám cưới và lễ hội Sang Khan của đồng bào Thái, lễ mừng nhà mới của người Khơ Mú. Và hiện nay thì vùng đất này đã và đang nỗ lực trở thành một vùng đất phát triển du lịch hấp dẫn ở miền Tây xứ Nghệ với những danh lam thắng cảnh như rừng Sang Lẻ xã Tam Đình, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, ngã ba sông giao nhau giữa dòng sông Pao, hệ thống hang động kỳ vĩ ở Hữu Khuông. Kính thưa quý vị và bà con, và ngay sau đây Thu Hằng xin được giới thiệu tới quý vị và bà con hai đội chơi của sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay. Đó chính là đội Bản Phòng và Bản Chắn xã Thạch Giám, hai làng cổ của đồng bào Thái. Và ngay bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón thành viên của đội Bản Chắn. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón các thành viên của đội Bản Phòng. Vâng, kính thưa quý vị và bà con, trên sân khấu của chúng ta lúc này đây là thành viên của cả hai đội, những người sẽ làm nên những phần thi sôi nổi ý nghĩa, qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Tương Dương. Và cho phép Thu Hằng xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham dự với chương trình ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lương Thanh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Lô Thị Hướng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vi Tân Hợi, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Và đến tham dự với chương trình còn có các đồng chí trong ban thường vụ, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, xin được hân hoan chào đón. Kính thưa quý vị và bà con, về phía xã Thạch Giám xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Văn Ngoãn, bí thư đảng ủy xã. Về phía đơn vị tài trợ xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tài Đức, đại diện nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, đơn vị tài trợ chính cho chương trình. Về phía Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Ngọc, phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, đặc biệt đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, cho phép Thu Hằng xin được hân hạnh chào đón tất cả quý vị và bà con xã Thạch Giám đã đến tham gia và cổ vũ cho sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và để đánh giá các phần thi của cả hai đội, xin trân trọng giới thiệu các thành viên của ban cố vấn. Trân trọng giới thiệu ông Vi Sắt Son, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa huyện. Xin được giới thiệu ông Ngô Minh Phương, phó giám đốc trung tâm văn hóa huyện. Xin được giới thiệu ông Lương Văn Ngoãn, bí thư đảng ủy xã. Xin được giới thiệu ông Vi Văn Tị, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Và xin được giới thiệu bà Lương Thị Hồng, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã. Kính thưa quý vị, Thu Hằng cũng như tất cả các bà con đến tham dự với sân chơi quê mình xứ Nghệ xin được chúc cho thành viên của cả hai đội Bản Chắn và Bản Phòng sẽ thật sự bình tĩnh, tự tin để có thể thể hiện hết mình trong sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc cho cả hai đội sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Và xin được mời cả hai đội sẽ trở về vị trí để chuẩn bị cho các phần thi. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên trong sân chơi quê mình xứ Nghệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau để hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của Tương Dương. Đất Tương Dương xưa gọi là Kiểm Châu, đời Trần gọi là Mật Châu, nhà Minh gọi là Trà Long, sau đổi thành Trà Thanh, và nhà Lê gọi là Phủ Trà Lân. Địa danh Tương Dương có từ đầu thời Nguyễn với một địa vực rộng lớn. Đến ngày 17 tháng 5 năm 1961, huyện Tương Dương ra đời theo quyết định số 65 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ. Mảnh đất này từ bao đời là cái nôi sinh sống của các dân tộc anh em,
như đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Tài Pọng và đồng bào Kinh. Nhắc đến Tương Dương là nhắc đến cái nôi văn hóa của đồng bào thiểu số với rất nhiều lễ hội phản chiếu giá trị văn hóa bản địa như đền vạn, cửa rào, múa sạp, cồng chiêng, các cuộc thi ném còn, chọi trâu, thi bắn nỏ, tái hiện sâu sắc, sinh động đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên vùng đất biên viễn này. Thiên nhiên đã ban tặng cho Tương Dương nhiều danh thắng làm say đắm lòng người như ngã ba sông Cửa Rào, nơi hợp lưu dòng sông Nậm Nơn và Nậm Mộ, tạo nên dòng sông Lam thơ mộng. Những cánh rừng nguyên sinh đa tầng nằm trong khu vực rừng nguyên sinh quốc gia Pù Mát, công trình thủy điện Bản Vẽ, rừng Sang Lè, xã Tham Đình và hệ thống hang động ở Hữu Quân. Một vùng đất ẩn chứa trong mình những trầm tích văn hóa, những lễ hội và bức tranh đa màu về văn hóa, hứa hẹn tiềm năng phát triển du lịch đang mời gọi du khách đến với Tương Dương. Quý vị và bà con, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên có tên gọi làng tôi. Ở phần thi này thì cả hai bản, bản Chắn và bản Phòng xã Thạch Giám sẽ tự giới thiệu về đội của mình bằng hình thức sân khấu hóa và điểm tối đa của phần thi này sẽ là 10 điểm. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón phần dự thi làng tôi của bản Chắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội Bản Chắn đã hoàn thành xong phần thi Làng Tôi. Kính thưa quý vị, và chia tay với tiếng cồng chiêng cũng như điệu múa nhảy sạp của đội Bản Chắn, chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu Làng Tôi của Bản Phòng.
Kính thưa quý vị và bà con, trong phần tin làng tôi thì bản phòng vừa tái hiện lại cho chúng ta về không khí của ngày lễ hội bắt cá, một trong những lễ hội truyền thống của người dân tộc Thái. Còn ngay bây giờ chắc hẳn quý vị và bà con cũng đang rất háo hức chờ đợi kết quả của cả hai đội trong phần thi này như thế nào. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vi Sát Son, trưởng phòng văn hóa huyện, đại diện cho ban cố vấn sẽ đưa ra nhận xét cũng như cho điểm của cả hai đội trong phần thi làng tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả quý vị khán giả, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng phần thi của cả hai đội. Ban cố vấn chúng tôi có những nhận xét như sau. Về màn múa hát bản làng đổi mới của đội bản chắn, múa xòe nhảy sạp, đây là nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Thái. Đây cũng là những vũ điệu không thể thiếu trong các ngày lễ, ngày hội của người Thái. Điệu múa của bản chắn rất uyển chuyển, các động tác rất đẹp, phong phú, vừa mô tả được nét đặc sắc của bản, lời ca cũng mang đậm âm hưởng dân ca của dân tộc Thái, nói lên những đổi mới của bản làng. Tiếng hát hòa cùng với tiếng cồng, tiếng chiêng như đưa ta vào ngày hội của người Thái. Chúng tôi đánh giá rất cao phần thi của đội bản chắn. Về phần thi của đội bản phòng với bài múa ngày hội bắt cá, đây là điệu múa mô tả lại cảnh sống, cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân, nhất là người Thái, là gắn với sông, với suối. Bài múa hết sức rộn ràng, linh hoạt, có nhiều động tác đẹp, mang đậm chất dân gian, dân tộc Thái, lột tả được đặc trưng của các động tác quăng chài, thả lưới, xúc cá. Qua phần thi của hai đội, chúng tôi thấy mỗi đội đều có những nét đặc sắc riêng. Chúng tôi nhất trí chấm mỗi đội đều được 10 điểm. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Vishat John. Kính thưa quý vị và bà con, như vậy là trong phần thi đầu tiên thì thành viên của cả hai đội bản chắn và bản phòng đều giành được 10 điểm. Vậy đội nào vươn lên dẫn trước, chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong các phần thi tiếp theo. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng đến với phần thi có tên gọi Vui là chính. Chào đón quý vị và bà con đã quay trở lại với sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, cùng đến với phần thi Vui là chính. Kính thưa quý vị và bà con, trong phần thi Vui là chính, cả hai đội của chúng ta sẽ tham gia phần thi với tên gọi là Đi cà kheo chăm bóng bay. Và ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 4 thành viên, 2 nam và 2 nữ. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là di chuyển trên chiếc cà kheo này và trên miệng của mình thì sẽ ngậm chiếc que. Trong vòng thời gian 5 phút, lần lượt thành viên của từng đội sẽ di chuyển lên phía chùm bóng bay mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở trước kia, châm vào quả bóng. Và các bạn lưu ý là sau khi thành viên đầu tiên của mình châm quả bóng xong và các bạn thành viên di chuyển về thì thành viên còn lại mới được di chuyển tiếp để châm quả bóng. Và trong quá trình các bạn di chuyển, nếu như các bạn bị ngã thì coi như phần thi đó không được tính vào nội dung phần thi Đi cà kheo chăm bóng bay của các bạn. Và chúng ta sẽ cùng tham dự phần thi này trong vòng thời gian 5 phút. Xin được hỏi thành viên của cả hai đội, các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Thành viên của đội bản chắn, các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Và quý vị và bà con, chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc cho cả hai đội sẽ thể hiện thật tốt phần thi này của mình. Và ngay sau đây, 5 phút cho phần thi Đi cà kheo chăm bóng bay bắt đầu. Kính thưa quý vị, ngay lúc này đây thì thành viên của cả hai đội đã rất nhanh chóng di chuyển trên chiếc cà kheo của mình để châm quả bóng bay đầu tiên. Thưa quý vị và bà con, từ thuở xa xưa thì đồng bào thiểu số nói chung, đồng bào Thái nói riêng đã sáng tạo ra cà kheo như một công cụ hữu dụng để đi lại trong điều kiện hết sức khó khăn, cách trở về giao thông. Và về sau thì chính loại dụng cụ đơn giản nhưng hết sức hiệu quả này đã được bà con phát triển trở thành một môn thể thao thân thuộc trong mỗi dịp Tết đến xuân về hoặc bản làng có ngày hội vui. Hình ảnh những chiếc cà kheo đã toát lên sự khéo léo, bền bỉ, dẻo dai và xa hơn nữa là khát vọng chinh phục cuộc sống của người dân đã làm cho môn thể thao truyền thống này sống mãi với thời gian. Và hôm nay quý vị và các bạn, bà con chúng ta lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của môn thể thao dân tộc này trong sân chơi quê mình xứ nghệ tại huyện Tân Dương. Thưa quý vị, lúc này đây thì thành viên của cả hai đội bản chắn và bản phòng đang di chuyển rất là nhanh và có thể châm được những chiếc quả bóng của mình. Và các bạn lưu ý là nếu như các bạn bị ngã
phần thi của các bạn sẽ không được tính vào phần thắng cuộc. Quý vị và bà con có thể thấy rằng di chuyển trên chiếc cạc keo thì không hề khó một chút nào, nhưng việc châm những quả bóng thì hoàn toàn rất là khó đối với thành viên của cả hai đội. Và bà con, như vậy là thành viên của cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi vui là chính, đi cà kheo châm bóng bay. Và có thể thấy được rằng là thành viên của cả hai đội đã rất tích cực trong phần thi này. Chào chị Thu Hằng, lúc nãy theo quan sát của Thu Hằng thì Thu Hằng thấy là chị di chuyển rất là nhanh và châm được rất là nhiều bóng bay. Chị có thể chia sẻ cho mọi người một chút bí quyết được không ạ? Vì muốn đi nhanh là vừa kết hợp tay và chân cho công bằng, thăng bằng để mà di chuyển được nhanh. Vâng, mình phải kết hợp cả tay cả chân để có thể di chuyển thật nhanh và có thể đâm được những quả bóng, đúng không ạ? Trước hết thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra số lượng bóng mà đội Bản Chắn đã châm được trong phần thi này. Tất cả quý vị và bà con có thể đếm cùng với Thu Hằng được không ạ? Bây giờ chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 là số bóng mà đội Bản Chắn đã châm được trong phần thi này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả ở bản phòng, xem trong thời gian 5 phút thì đội của bản phòng đã châm được bao nhiêu quả bóng. Xin mời bà con cùng đếm với Thu Hằng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy là ở trong phần thi này thì đội Bản Chắn đã giành phần thắng cuộc, và chúng ta cùng dành một tràng vào tay để cùng chúc mừng đội Bản Chắn. Và thành viên của đội Bản Phòng thân mến, chúng ta đang còn những phần thi tiếp theo và các bạn hãy cố gắng nỗ lực hết mình để có thể đạt được điểm cao nhất. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với sân chơi quê mình xứ Nghệ ở phần thi tiếp theo. Quý vị và bà con thân mến, như vậy qua hai phần thi làng tôi và phần thi vui là chính thì hiện nay đội Bản Chắn đang tạm thời dẫn đầu, và chúng ta vẫn đang còn hai phần thi nữa hết sức quan trọng quyết định đội xuất sắc nhất trong sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Thu Hằng xin mời quý vị và bà con, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại chương trình với phần thi có tên gọi Kiến thức nhà nông. Kính thưa quý vị, ở phần thi kiến thức nhà nông thì cả hai đội sẽ trả lời trực tiếp 5 câu hỏi về lịch sử văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, về xây dựng nông thôn mới. Với mỗi câu hỏi thì các đội có 5 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án A hoặc B. Một câu trả lời đúng thì các bạn sẽ được 2 điểm, và trả lời sai thì đương nhiên rồi các bạn sẽ không có điểm nào, và tổng điểm tối đa ở phần thi này sẽ là 10 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong phần thi kiến thức nhà nông. Xin mời cả hai đội chúng ta hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi và để đưa ra đáp án thật chính xác. Câu hỏi đầu tiên như sau. Anh chị hãy cho biết lễ hội Đền Cửa Rào huyện Tương Dương được tổ chức hàng năm vào tháng mấy âm lịch? Đáp án A, tháng 3. Đáp án B là tháng 2. Vâng ạ, xin mời cả hai đội đưa ra đáp án chính xác ạ. Vâng, ở trong câu hỏi này thì đáp án của chúng tôi, lễ hội Đền Cửa Rào huyện Tương Dương được tổ chức vào tháng 2 âm lịch. Vâng ạ, và đó chính là đáp án B, chứ không phải là đáp án A. Như vậy ở câu này thì cả hai đội của chúng ta chưa đưa ra đáp án chính xác. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 như sau. Anh chị hãy cho biết định mức hỗ trợ xi măng cho 1 km đường giao thông nông thôn loại B là bao nhiêu xi măng? Phương án A là 100 tấn, phương án B là 150 tấn.
Vâng, đội bản phòng đưa ra phương án B và đội bản chắn các bạn cũng lựa chọn phương án B. Xin chúc mừng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Kính thưa quý vị, đường giao thông loại B là đường có bề mặt rộng 3m, nền đường rộng 4m, chiều dài đổ bê tông là 14cm và định mức xi măng tỉnh cấp là 150 tấn trên 1 km. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Anh chị hãy cho biết việc chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, cổng ngõ, nhà vệ sinh, chuồng trại của các hộ gia đình theo quy hoạch chung của xã để góp phần cho làng xã văn minh sạch đẹp, trách nhiệm chính thuộc về ai? Phương án A là của xã, phương án B là của người dân. Rất là nhanh chóng, cả hai đội đều đưa ra phương án là B. Quý vị và bà con nghĩ phương án bao nhiêu ạ? B, tất nhiên rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thành viên cả hai đội. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhưng vai trò chính là của người dân. Vì vậy, các cấp các ngành phải tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách đến tận mọi người dân để nhân dân hiểu trách nhiệm, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, cổng ngõ, nhà vệ sinh, chuồng trại để góp phần cho làng xã văn minh sạch đẹp là trách nhiệm chính của người dân. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Anh chị hãy cho biết việc giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn của các thôn bản có được đền bù hay không? Phương án A là có, phương án B là không. Vâng ạ, thành viên cả hai đội đưa ra đáp án rất là nhanh. Phương án B và bản phòng cũng đưa ra phương án B. Các bạn có muốn thay đổi không ạ? Bản chắn? Không. Và chúng tôi cũng xin được nói lời chúc mừng vì đây cũng là một đáp án hoàn toàn chính xác. Kính thưa quý vị, qua 2 năm thực hiện tiêu chí giao thông tại huyện Tương Dương thì đã có rất nhiều địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đó là tỉnh sẽ hỗ trợ xi măng, còn nhân dân phải đóng góp vật liệu, tiền, công để thực hiện. Từ đó đã kêu gọi nhân dân đóng góp được nhiều công sức, tiền và sẵn sàng hiến đất, hiến cây cối, hoa màu để làm đường và các công trình phúc lợi khác. Và xin được chúc mừng cả hai đội đã lựa chọn đúng phương án trong câu hỏi này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Cả hai đội hãy cố gắng nhé. Câu hỏi của các anh chị như sau. Theo anh chị thì nông thôn mới là nông thôn có làng xã văn minh sạch đẹp, hạ tầng hiện đại thì có cần giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc hay không? Phương án A là không và phương án B là có. Vâng ạ, một lần nữa nhanh chóng cả hai đội đều đưa ra phương án là B. Kính thưa quý vị, nông thôn mới là làng xã văn minh sạch đẹp, hạ tầng hiện đại, sản xuất phải phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa, đời sống về vật chất và tinh thần của dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển, các hủ tục lạc hậu phải loại trừ. Vâng, và chúng tôi đang muốn nói đến đó chính là phương án B là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thành viên của cả hai đội. Kính thưa quý vị và bà con, như vậy là trong phần thi kiến thức nhà nông, cả hai đội bản chắn và bản phòng đều trả lời đúng ở 4 câu hỏi. Các bạn đã trả lời sai một câu. Như vậy ở trong phần thi này thì cả hai đội đều giành được 8 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Quý vị và bà con, hình ảnh những người phụ nữ Thái miệt mài bên khung cửi, gắn bó với người ươm tơ dệt vải thổ cẩm đã trở nên quen thuộc và gắn bó mỗi khi du khách đến thăm các bản làng người Thái. Và từ xa xưa thì đồng bào Thái đã có sự phân công công việc một cách tài tình, đàn ông săn bắt, phụ nữ thêu hoa dệt vải. Một người phụ nữ Thái từ lúc còn nhỏ đã được bà và mẹ truyền dạy cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống và qua nghề này cũng đã thể hiện tài năng của người phụ nữ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi khéo tay hay làm để cùng xem chị em ở huyện Tương Dương sẽ thể hiện tài năng của mình như thế nào. Và ở phần thi khéo tay hay làm hôm nay thì các thành viên của đội bản chắn và bản phòng sẽ thể hiện tài năng của mình trong phần thi kéo sợi và theo tiếng Thái gọi là bản phài. Kính thưa quý vị, cái luật của trò chơi này như sau. Mỗi đội thì sẽ tự chuẩn bị xe kéo sợi, bông và các vật dụng cần thiết khác. Trong vòng 5 phút thì mỗi đội chọn ra 2 thành viên tham gia. Một người thì sẽ làm lọt bông, một người thì kéo sợi. Đội nào kéo được dài hơn, chắc hơn, đều hơn thì đội đó sẽ thắng. Và đội thắng cuộc sẽ được 10 điểm, còn đội thua sẽ chỉ có được 5 điểm thôi. Và xin được hỏi là thành viên của cả hai đội đã hiểu rõ luật chơi và đã sẵn sàng chưa? Vâng. 5 phút cho phần thi kéo sợi bắt đầu. Tôn kinh lắm lắm bỏ cáng đòi hòn soi khỏi đài chờ lơ chờ pha hùng xiêng quen quen lửa đầy tạm hùa long mỗi nòng lăng mây và hùa đây mỗi nàng bắn phai thăm na hờ quang
vâng, thưa quý vị và bà con, lúc này đây thì Thu Hằng đang có mặt tại thành viên của đội bản phòng thì đang rất là nhanh chóng thực hiện các phần việc của mình. Bác ơi, cho cháu hỏi một chút là bác biết làm cái công việc này từ lúc bao nhiêu tuổi ạ? 15 tuổi. Vâng, 15 tuổi là mình đã biết tập làm cái kéo sợi đây. Thành viên của cả hai đội chúng ta lưu ý là sẽ chỉ còn một phút nữa thôi ạ. Bởi vậy hãy khẩn trương để hoàn thành tốt công việc của mình. Và chúng ta sẽ còn 10 giây cuối cùng. Xin mời bà con cùng đếm cùng Thu Hằng ạ. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kính thưa quý vị và bà con, và ngay lúc này đây thì Thu Hằng xin được mời bà Lương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đại diện cho ban cố vấn sẽ lên kiểm tra cũng như đánh giá cho điểm của cả hai đội trong phần thi thi kéo sợi. Kính thưa quý vị, như vậy là ban cố vấn của chúng ta đã kiểm tra xong và xin mời chị sẽ cho nhận xét cũng như đánh giá và cho điểm của cả hai đội trong phần thi này. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, sau khi hai đội đã thi xong phần thi kéo sợi thì chúng tôi đã kiểm tra và độ dài của bàn phong 10m, còn của bàn chắn 7m. Với độ bền và độ chắc thì như nhau. Cho nên chúng tôi quyết định cho điểm bàn phong 10 điểm và bàn chắn 5 điểm. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn thành viên của ban cố vấn. Và chúng ta đang còn một phần thi tiếp theo ở trong nội dung khéo tay hay làm nữa. Và xin mời quý vị và bà con đừng rời màn ảnh của NTV. Quý vị và bà con thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung phần thi giã gạo trong phần thi khéo tay hay làm. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người vừa giã vừa sảy cái lượng gạo mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mỗi đội. Và trong vòng 5 phút, đội nào có số gạo nặng hơn, sạch hơn, ý tốc hơn thì đội đó thắng. Đội thắng cuộc sẽ được 10 điểm và đội thua sẽ chỉ có được 5 điểm thôi. 5 phút cho phần thi giã gạo bắt đầu. Kính thưa quý vị và bà con, đâm chày giã gạo vừa phản ánh thói quen lao động bình dị của người phụ nữ Thái, vừa phản ánh rõ nét văn hóa của người dân tộc ở các bản làng vùng cao. Dưới bàn tay khéo léo, cần cù chăm chỉ của người phụ nữ Thái, những hạt lúa nặng chữ bông ở nương rẫy đã trở thành hạt gạo trắng ngần sau những nhịp chày của người phụ nữ. Và chúng ta có thể thấy rằng lúc này đây thì thành viên của cả hai đội đang rất tích cực để thể hiện cái phần thi của mình. Họ cũng có cái sự phân chia rất là hợp lý. Đó là hai người thì sẽ có nhiệm vụ là giã lúa, còn một người còn lại là có nhiệm vụ là sảy để chọn ra những cái hạt gạo trắng. Thành viên của cả hai đội lưu ý là chúng ta sẽ chỉ còn một phút nữa thôi ạ. À. 30 giây cuối cùng. Chúng ta sẽ chỉ còn 10 giây cuối cùng và tất cả quý vị và bà con hãy đếm cùng Thu Hằng ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời cả hai đội dừng tay. Vâng, và không biết rằng trong thời gian 5 phút thì đội nào sẽ giành phần thắng cuộc trong phần thi khéo tay hay làm. Và ngay sau đây thì Thu Hằng xin được mời ông Lương Văn Ngoán, Bí thư Đảng ủy xã, sẽ đại diện cho ban cố vấn, sẽ lên kiểm tra, nhận xét cũng như cho điểm của cả hai đội trong phần thi này. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Vậy là ban cố vấn của chúng ta đã kiểm tra xong chất lượng gạo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem số lượng của cả hai đội trong phần thi này là được bao nhiêu.
Như vậy là ban cố vấn đã kiểm tra xong cái số lượng của cả hai đội. Và ngay bây giờ thì xin mời ông Lương Văn Ngoãn sẽ đưa ra nhận xét cuối cùng cũng như trao điểm của cả hai đội trong phần thi này. Thay mặt cho ban cố vấn nhận xét hai đội như sau. Thưa quý vị đại biểu, đối với dụng cụ cối và chày ngày xưa dân tộc Thái không thể thiếu được để phục vụ cho đời sống hàng ngày, thì qua nhận xét của hai đội, thứ nhất về số lượng của bàn chắn là 2 cân tròn, đối với đội bàn phòng là được 1 cân 9. Đồ sạch thì bàn phòng sạch hơn, nhưng mà có trú là bàn chắn là nhiều hơn. Quyết định của ban cố vấn chúng tôi là bằng nhau. Một bên hơn trọng lượng nhưng mà không sạch lắm, một bên thì trọng lượng thua nhưng mà sạch hơn. Chúng tôi quyết định hai đội bằng nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong phần thi khéo tay hay làm thì cả hai đội bàn chắn và bàn phòng đã đều giành được 10 điểm trong nội dung thi giã gạo. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo. Chào đón quý vị và bà con đã quay trở lại với sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được diễn ra tại huyện Tương Dương. Kính thưa quý vị và bà con, trong sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, chúng ta đã cùng được theo dõi các đội thi của chúng ta thể hiện những cái phần thi hết sức sôi nổi, ý nghĩa và có cả những tiếng cười rất sảng khoái. Và có thể nói rằng để có được thành công của chương trình ngày hôm nay, không thể không nhắc đến cái sự cổ vũ rất nhiệt tình của tất cả quý vị bà con đã đến đây theo dõi và cổ vũ cho sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng có rất nhiều cái phần quà ý nghĩa muốn dành tặng cho tất cả các bạn cổ động viên trong phần thi trò chơi dành cho khán giả. Chúng tôi cần 5 người ở mỗi đội. Và xin được hỏi là cổ động viên của đội bản phòng các bạn ở đâu ạ? Những thành viên nào muốn tham gia trò chơi này cùng với chúng tôi ạ? Các bạn có thể giơ những cánh tay của mình lên được không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Xin mời chị. Xin mời các bạn, chúng ta cùng bước lên sân khấu với Thu Hằng ở đây ạ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này đây là thành viên của cả hai đội bản phòng và bản chắn. Thành viên của cả hai đội sẽ tham dự trò chơi có tên gọi là ném còn, một trò chơi rất là quen thuộc với bà con chúng ta trong ngày Tết đúng không ạ? Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ có 5 vật cổ động viên và mỗi người thì sẽ ném được 2 quả còn. Đội nào ném lượt qua vòng nhiều hơn thì đội đó sẽ giành phần thắng cuộc. Xin được hỏi là cổ động viên của cả hai đội chúng ta đã hiểu rõ luật chơi chưa? Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ quay trở về vị trí xuất phát. Quý vị và bà con, như vậy là trong phần thi ném còn dành cho các cổ động viên thì cổ động viên của bản phòng các bạn đã ném chính xác 5 quả, còn thành viên của bản chắn các bạn chỉ có 1 quả thôi. Như vậy là trong phần thi này thì cổ động viên của bản phòng đã giành phần thắng cuộc. Xin được chúc mừng các bạn. Vâng, tuy nhiên đến với sân chơi quê mình xứ nghệ, chúng ta đã có những giây phút vui là chính và chúng ta đã có những giây phút thật ý nghĩa đúng không ạ? Và chúng tôi xin được gửi tặng cho cả hai đội cổ động viên của bản phòng và bản chắn những cái món quà rất là ý nghĩa từ đơn vị tài trợ của chương trình, đó chính là nhãn hàng Đạm Phú Mỹ. Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn và xin chúc mừng các bạn. Và một lần nữa chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho cổ động viên của cả hai đội. Xin được nói lời cảm ơn tất cả các bạn. Kính thưa quý vị và bà con, như vậy là cả hai đội bản chắn và bản phòng đã thể hiện hết sức mình trong sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tuy nhiên cho đến nay thì điểm tổng số của cả hai đội đang hòa nhau. Cũng chính bởi vậy, để quyết định đội thắng cuộc, chúng ta sẽ cùng đến với phần câu hỏi phụ để tìm xem đội nào sẽ là đội xuất sắc nhất trong sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và một lần nữa chúng tôi xin được mời quay trở lại thành viên của cả hai đội trong phần thi kiến thức nhà nông. Chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng theo dõi phần câu hỏi phụ. Kính thưa quý vị và bà con, có thể thấy được rằng là cả hai đội của chúng ta đã rất xuất sắc. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ quyết định có câu hỏi cuối cùng. Và ở câu hỏi này thì đội nào giơ đáp án nhanh nhất, chính xác nhất thì đội đó đương nhiên sẽ giành phần thắng cuộc. Câu hỏi các bạn như sau: huyện Tương Dương có bao nhiêu bản có đồng bào dân tộc Mông? A là 10, B là 11. Vâng ạ.
Bạn Phòng đưa ra phương án B rất là nhanh chóng. Và chúng tôi xin được nói lời chúc mừng bởi vì đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Một lần nữa xin được nói lời chúc mừng Bạn Phòng và xin mời các bạn hãy trở về đội của mình để chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải. Quý vị và bà con thân mến, như vậy là sau 4 phần thi sôi nổi và hấp dẫn, trên tay Thu Hằng lúc này đây đã có kết quả chung cuộc của cuộc thi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết cho phép Thu Hằng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tài Đức, đại diện nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, nhà tài trợ chính của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ sẽ trao tặng quà cho đại diện chính quyền huyện Tương Dương. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vi Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Giám sẽ lên đón nhận món quà ý nghĩa từ đơn vị nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, món quà ý nghĩa mà nhà tài trợ Đạm Phú Mỹ trao tặng đó chính là 5 quả bóng với mong muốn khích lệ phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe tại địa phương. Vâng, một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vào tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn tình cảm của đơn vị tài trợ dành cho xã Thạch Giám. Và chúng tôi cũng xin được nói lời cảm ơn ông Nguyễn Tài Đức và ông Vi Xuân Quyết. Kính thưa quý vị và bà con, trên tay Thu Hằng lúc này đây đã có kết quả chung cuộc của cả hai đội. Và trước khi Thu Hằng sẽ công bố kết quả của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng dành những tràng vào tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự quay trở lại của thành viên hai đội. Đó chính là thành viên đội Bản Chắn và Bản Vòng. Xin mời các bạn sẽ bước ra sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị và bà con, có thể thấy được rằng trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, phải đến với câu hỏi phụ chúng ta mới tìm ra được đội xuất sắc nhất trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi xin được nói lời chúc mừng Bản Chắn đã giành giải nhì của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Và đặc biệt xin được nói lời chúc mừng Bản Phòng, các bạn đã rất xuất sắc, nỗ lực hết sức mình để giành giải nhất trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ. Vâng, và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương và ông Trần Minh Ngọc, Phó Giám đốc Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An sẽ lên sân khấu để trao quà cho đội đạt giải nhì, đó chính là đội Bản Chắn. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng Bản Chắn đã đạt giải nhì trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin được nói lời cảm ơn ông Vi Tân Hợi và ông Trần Minh Ngọc. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao thưởng cho đội xuất sắc nhất trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ. Xin được nói lời chúc mừng Bản Phòng. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lương Thanh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tương Dương và ông Nguyễn Tài Đức, đại diện nhãn hàng Đạm Phú Mỹ sẽ lên sân khấu trao quà cho đội đạt giải nhất. Và một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng Bản Phòng đã đạt giải nhất của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin được nói lời cảm ơn ông Lương Thanh Hải và ông Nguyễn Tài Đức. Quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình xin được nói lời cảm ơn tới nhãn hàng Đạm Phú Mỹ đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, xã Thạch Giám và các cơ quan ban ngành của huyện đã phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm có mặt để cổ vũ động viên của lãnh đạo các xã thị trấn. Và đặc biệt xin được nói lời cảm ơn thành viên của cả hai đội Bản Chắn và Bản Phòng đã hết mình nỗ lực trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Và đến đây Thu Hằng xin được nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.